Mến chào anh chị em trong tình yêu của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, chúng ta quay trở lại bài học với bài 23 Chúa Giêsu tại Ai Cập. Chúng ta bài 22 chúng ta học về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Những sự kiện xảy ra trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu gồm có ba cái sự kiện chính, bốn sự kiện chính. Thứ nhất là cái cuộc viếng thăm của hai đoàn khách, một là mục đồng, là những người chân chiên, hai là người do những người thông thái đến để viếng thăm Chúa. Thứ hai là chúng ta thấy cái sự kiện hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ để kiểm tra dân số. Thứ ba chúng ta thấy cái sự kiện mà ông vua Herod đại đế, ông giết tất cả những cái con trẻ từ 2 tuổi trở xuống ở thành Bethlehem. Và thứ tư chúng ta thấy sự kiện Chúa Giêsu phải chạy trốn qua Ai Cập. Và trong bài 23 này thì chúng ta sẽ học kỹ hơn về Chúa Giêsu tại Ai Cập và chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài cho chúng con có cơ hội học sâu hơn về cuộc viếng thăm của Ngài tại Ai Cập. Và xin Ngài sức đầu ban ơn cho chúng con. Chúng con hiểu về lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta thấy ở đây cái tờ bìa thì có hai cái nhóm người, một cái nhóm người đó là đi về phía tây và một cái nhóm người là đi về phía đông. Thì ta thấy ở đây có người lạc đà ở đây, nó giống như là người thông ba nhà thông thái thì đi về Babylon và gia đình của Chúa Giêsu thì đi về Ai Cập, cưỡi lừa đi về Ai Cập. Và chúng ta thấy biểu tượng của Ai Cập thì nó là kim tự tháp. Và ở đây nó có rất là nhiều cái lăng tẩm của vua và bằng kim tự tháp. Còn ở Babylon thì nó có cái tháp nhiều tầng, đặc trưng về kiến trúc của nó. Và chúng ta thấy thứ nhất, Chúa Giêsu lưu vong tại Ai Cập được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 13 câu 15. Tại sao Chúa Giêsu lại lưu vong tại Ai Cập mà không đi chỗ khác? Tại vì chúng ta thấy rằng cuộc đời của Chúa Giêsu chính là hiện thân của dân Do Thái, một người Do Thái. Và người Do Thái đó thì đã từng bị nô lệ trong Ai Cập. Cho nên tất cả những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu nó tương ứng với lịch sử của dân Do Thái. Và rồi lý do mà người Do Thái ở trong Ai Cập thì Chúa Giêsu cũng chạy sang Ai Cập. Và chúng ta thấy rằng thứ nhất, lưu vong tại Ai Cập, Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 13 đến câu 15. Cùng lúc đó những nhà thông thái được Chúa mách bảo đi đường khác trốn Herod trở về Babylon. Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 11 đến câu 12. Chúng ta thấy ở đây là chúng ta thấy mục đích là ở đây á, là bên Babylon. Được rồi, đang để được rồi, chắc họ bán. Người ta bán, họ bán, người ta 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 bán, người
anh chẳng để cho đường nát thì để cho em được cũng một câu nói của tao nó không phải là bao nhiêu tiền thế thì tao đi dạy tao giờ về rồi anh bán cho đường nát thì ra cái gì ba không mấy đứa trẻ có thể mặc mà vua Herod đã đem muốn các nhà thông thái cho biết chính xác chỗ Chúa Giêsu đến với mục đích để đến với mục đích để giết ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 13. Cho nên khi mà các nhà thông thái không có quay lại không báo cho vua thì chính người nhà thông thái thì ông vua nổi giận và muốn giết ba nhà thông thái, và ba nhà thông thái này thì chạy trốn về Babylon đi đường khác, được thiên sứ báo tin hay đi đường khác trở về Babylon. Cùng lúc đó thì thiên sứ đến báo tin cho Joseph đưa gia đình trốn qua Ai Cập. Và ở Ai Cập thì có biểu tượng ở biểu tượng kim tự tháp. Và Đức Chúa Trời đã dùng các nhà thông thái cung cấp tiền cho gia đình Joseph để đưa Chúa Giêsu qua Ai Cập vì họ rất là nghèo. Đây là Đức Chúa Trời có cái chương trình mà đã dùng các nhà thông thái, bởi vì họ đến họ bày của lễ ra, nhũ hương vàng mục dược ra, và đây là cái tài chính để cho gia đình của Joseph đưa để đi qua Ai Cập, và đây là chương trình ý định tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta tổng kết lại thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy ở trong chuồng chiên mắng cỏ ở tại Bethlehem thì Chúa Giêsu được sinh ra, và ở tại nơi đây thì chúng ta thấy là có hai cái người nhà gia đình, có hai cái đoàn, một là mục đồng, hai là nhà thông thái đến viếng thăm Chúa Giêsu. Và ở đây thì chúng ta thấy được rằng sau khi mà Chúa Giêsu đi được mách bảo đi qua Ai Cập thì lúc bấy giờ đó là cái thời của ông vua Herod đại đế còn sống, nhưng mà sau khi nghe tin Herod đại đế chết rồi thì thiên sứ của Chúa báo tin là hãy trở về xứ Ba-le-tin. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 19 câu 23, và sau khi nghe vua tin Herod đại đế qua đời, Joseph được Chúa mách bảo điều đó. Nhưng mà khi nghe A-chê-na-u nối ngôi vua cha thì Joseph đưa gia đình về sống tại Nazareth. Và chúng ta thấy cái sự kiện là tàn sát con trẻ ở Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 16 đến 18. Sau khi không tìm thấy Chúa Giêsu, Herod đại đế đã cho giết tất cả các con trẻ Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống, Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 15. Và điều này được tiên tri Giê-rê-mi báo trước rằng Ra-trên vợ của Israel không được yên nghỉ, bởi vì Ra-trên đã được chôn ở trên đường đi, trên đường mà họ Gia-cốp đưa Ra-trên quay trở về quê hương của mình, thì ông được chôn ở tại Bethlehem. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu tại Ai Cập. Lý do Chúa Giêsu chạy qua Ai Cập vì ở tại nơi đây là người Do Thái đã từng bị lưu đày ở tại nơi đây. Người Do Thái đã từng bị làm nô lệ ở tại nơi đây. Và đây là cái mà Đức Chúa Trời có bảo vệ Chúa Giêsu để đưa ngài qua Ai Cập. Và lý do là bởi vì ông vua Herod đã đến muốn giết Chúa Giêsu. Và cùng lúc đó thì chúng ta thấy có hai cái lộ trình. Một là những cái người Babylon, những người Do Thái thì cứ về, những người thông thái về Babylon, còn những cái người mà gia đình Chúa Giêsu thì cứ đi về Ai Cập và họ cứ đi xa dần nhau. Thì đây là cái sự kiện chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Ngài bởi vì Ngài cho chúng con học tới bài
23. Chúa Giêsu tại Ai Cập hầu cho chúng con hiểu được thời thơ ấu của Ngài. Chúa ơi, Ngài ban phước cho chúng con để chúng con hiểu và chúng con kinh nghiệm Ngài nhiều hơn. Chúng con sống cho Chúa được nhiều hơn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mến chào anh chị em, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bài 24.